Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay là 27 tây tháng 12 2018. Còn 2 ngày nữa thôi là đến Tết Tây rồi. Thì hôm nay tối nay rảnh rỗi thì đi một vòng cái phố gọi là phố thời trang ở Sài Gòn nè. Nó mệnh danh là con phố thời trang. Đó, là đường Nguyễn Trãi bây giờ nè các anh chị. Đó, khúc này nói nó liền với đường Võ Tánh ngày xưa đó. Đó, bây giờ nó trở thành là con đường thời trang. Tại vì con đường này rất là nhiều cửa hiệu thời trang á. Quần áo cho tới giày dép cho tới túi xách nón đủ loại hết. Ở đây là ngày xưa là cái City Mart á, City Mart. Nhưng bây giờ thì cái siêu thị đó giải tỏa. Mình đi bắt đầu từ ngay vòng xoay Cống Quỳnh, bắt đầu từ cái rạp hát Khải Hoàn á. Mình đi hướng về quận 5, quay hình ảnh mua sắm cho mọi người xem coi ở ở Sài Gòn có giống ở nước ngoài không nha. Đó, ở đây có cà phê một đô rất là đông luôn, ngồi không có chỗ ngồi luôn. Ngày xưa đây là cái buffet Ngọc Thủy ngay góc ngã ba Trần Đình Xu và Nguyễn Trãi, nhưng mà bây giờ thì Ngọc Thủy đã sang cho người khác rồi. Đó, rất là nhiều shop, mùa này là mùa sale của những người bán thời trang nè. Chỗ sale up tới 50%. Đây là cái nơi làm giấy tờ xuất nhập cảnh, bộ nội vụ. Đó, này mới xây thêm một cái văn phòng mới, tòa nhà mới ở bên đối diện cái chỗ cũ đó. Rất là hoành tráng. Đó, khúc này là khúc cà phê 343 nè. Đó, một số anh chị chắc có ghé cà phê 343 rồi ha, nó vẫn như xưa phơi 343. Bên trong thì rất là rộng, có hồ nước rồi sân vườn rồi phòng lạnh nữa, có ăn sáng, có ăn trưa, có cà phê nước ngọt dễ khát, ngắm cảnh nữa. Dạ thì không mát trong đó cũng được, nhưng mà bây giờ cái hệ thống cái mô hình đó giờ nhiều lắm rồi, nhiều người khác làm quy mô hơn nữa, như Nhật Nguyệt nè, rồi Đà Lạt phố nữa, hoành tráng hơn luôn. Đó, giá thành tầm dao động trên dưới 2 đô, 2 đô là khoảng 40-50 ngàn. Đó, tới đây là ngã tư Nguyễn Trãi và Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ thì ngày xưa là Cộng Hòa đó. Ở đây cũng có con hẻm này bán rất là nhiều quần áo luôn. Tới khúc Cộng Hòa này thì bán vali túi xách rất là nhiều luôn. Giờ khúc này đường đông quá, bà con đi mua sắm quá trời. Đây nhìn thấy vali túi xách rồi.
đầu đi vào cái khi mà qua cái ngã tư Nguyễn Văn Cừ này, đó, ngã tư Cộng Hòa nè với Nguyễn Võ Tánh nè, đó, thì tới là cái khu mà sầm uất nhất của con đường mà thời trang này nè. Đó, đây thì bán nón bảo hiểm nè, nó quá trời luôn, bảo hiểm rồi nón kết. Mấy nón này tầm 100 mấy 200. Ở đây thì vali túi sách ngay đây trước cửa trường Đại học Sài Gòn nè, ngày xưa là Cao đẳng Sư phạm á, rất là nhiều. Nói chung thì mua ở đây mua cho vui, tiền nào của nấy thôi. Bán này xuyên đêm luôn á các anh chị, bên đường luôn, hai bên đường luôn, cửa hiệu rồi dưới lòng đường. Nói chung là khu này rất là sầm uất ha. Giày dép 70.000 đôi nó, mình đi từ vòng xoay Cống Quỳnh cho đến Nguyễn Tri Phương là hết con đường phố thời trang này, rất là nhiều cái shop. Nếu mà các anh chị các bạn nào mà ở nếu ở xa đến ở khu khách sạn gần khu vực này thì đi rất là thuận tiện ha. Sáu chục sổ luôn, 60. Thì ngoài bán ngoài việc bán quần áo này thì bên trong hẻm còn có bán đồ ăn đồ uống nữa, không đơn giản là quần áo không. Mình đi mua sắm xong mệt mỏi thì mình đi ăn uống cũng được, khu này có đầy đủ hết tất cả những món ăn chơi cho các anh chị ha. Nghèo cái áo quần sọt 80, rồi quần jean 160, rất là thích hợp cho những người mà có nhu cầu mua sắm. Khu này là chợ Bầu Sen nè các anh chị, các bạn biết, các cô chú anh chị mình biết mẹ nhớ chợ Bầu Sen không? Đó, chợ bán rất là nhiều cái gọi là khô rồi khô rồi tôm khô rồi cá khô. Bên đây đó, mình tới ngã tư Lê Hồng Phong, Lê Hồng Phong và Nguyễn Trãi, mình bán rất là nhiều luôn. Mấy người bán ở dọc dọc cái này đường này thì giá rất là rẻ. Ở khu này là nói chung là bây giờ tất đất cũng là tất vàng nữa, chứ không phải đơn giản đâu. Thấy tất cả đều bán quần áo, túi xách, giày dép. Ở đây giống như là khu O Chạc ở Singapore, nhưng mà có điều hàng hiệu thì không bằng thôi, mà cái sự sầm uất chắc có lẽ bằng với hơn chứ không thua đâu ha. Tới đây là ngã tư Huỳnh Văn Đạt và Nguyễn
Nguyễn Trãi nè. Bữa có hứa review cái khách sạn Nam Hy cho chú Nam Giao, nhưng mà cứ liên hệ người ta nói hết phòng hoài. Rồi rồi vẫn chưa có vào được cái khách sạn để xem như thế nào. Nhưng mà giá ở đó thì tầm 500 triệu cũng có đó, một ngày một đêm á, tùy theo loại phòng á. Thì tất nhiên là phòng nào cũng có máy lạnh hết rồi, nhưng mà chỉ có diện tích lớn nhỏ thôi. Ở Sài Gòn mà không có máy lạnh chịu không nổi luôn. Tới đây là bệnh viện Nguyễn Trãi nè, khu vực gần bệnh viện Nguyễn Trãi. Bán cũng quần áo rất là nhiều luôn. Ở đây họ bán xuyên đêm luôn các anh chị. Đa phần là ở đây bán nhờ buổi tối mà. Buổi tối mà bán không được là ban ngày cũng thua luôn. Gặp mùa này là mùa để mua sắm là phải bán được. Đó, mình tới cái giao lộ Trần Phú à. Trần Phú với lại Nguyễn Trãi, Nguyễn Tri Dương. Đó, ở đây sống nhạc này. Ở đây shop sống nhạc là lớn nhất. Tới cả chục căn liên tiếp luôn á. Tới trên kia là cũng hết rồi. Thôi chắc em xin tạm dừng video tại đây ha. Thì gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Để hoành lại. Ê trời. Đây người ta qua đường rất là ẩu. Mời mua sắm rất là nhiều luôn. Tại vì việc của người ta là phải chào mời khách vô là được đại loại như là được danh số hay là được điểm gì đó để có thu nhập. Với lại một phần để gây chú ý cho khách hàng để khách hàng có thể vô. Cái shop sóng nhạc này em nói là shop này nè. Shop rất là lớn ha. Rồi chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.